Theo các ông nói rằng hướng là ví với con mắt, thì dù trải qua trăm năm, người thấy là nhân nơi hướng nên chỗ thấy lẽ ra không thay đổi. Nếu con mắt đúng là như thế thì khi tuổi già mắt yếu, lẽ ra chỗ thấy cũng không thay đổi. Lại nữa, người và hướng khác nhau nên thấy trong thấy ngoài. Nếu con mắt đúng là như các ông nói, lẽ ra cũng cùng lúc thấy trong thấy ngoài. Nếu là không thấy, làm sao có ngã? Sáu thầy ngoại đạo lại nói rằng, Cổ Đàm, nếu không có ngã thì ai là người có khả năng thấy đó? Phật dạy, có hình sắc, có ánh sáng, có tâm thức, có con mắt. Bốn điều kiện này hợp lại gọi là thấy. Trong sự thấy đó thật, không có người nhìn thấy, không có đối tượng được thấy. Chúng sanh điên đảo nói rằng có người nhìn thấy và có đối tượng được thấy. Vì nghĩa ấy, chỗ thấy của tất cả chúng sanh là điên đảo, chỗ thấy của chư Phật Bồ Tát là chân thật. Này các ông, nếu nói rằng sắc là ngã, nghĩa ấy cũng không đúng. Vì sao vậy? Vì sắc thật không phải ngã. Nếu sắc là ngã, lẽ ra không có những hình mạo thô xấu không ai mong muốn. Vì sao lại có bốn dòng tộc khác nhau mà không duy nhất, chỉ một dòng Bà La Môn? Vì sao phải phụ thuộc vào những điều kiện khác mà không được như ý muốn, như người các căn khiếm khuyết sanh ra đã không đầy đủ? Vì sao không tạo ra thân chư thiên tốt đẹp mà phải nhận chịu những thần địa ngục súc sanh ngạ quỷ đủ loại? Nếu không thể tùy ý làm ra, nên biết chắc chắn là vì không có ngã. Vì không có ngã nên gọi là vô thường. Vì vô thường nên khổ. Vì khổ nên là không thật. Vì không thật nên là điên đảo. Do điên đảo mà tất cả chúng sanh đều phải trôi lăn trong sanh tử. Các ấm thọ tưởng hành thức cũng giống như sắc vậy. Này các ông, Đấng Như Lai Thế Tôn đã dứt trừ mãi mãi sự trói buộc của sắc cho đến sự trói buộc của thức, vì thế nên xưng là thường lạc ngã tịnh. Lại nữa, sức tức là nhân duyên. Nếu là nhân duyên thì gọi là vô ngã. Nếu là vô ngã thì là khổ, là không thật. Thân Như Lai không phải nhân duyên. Vì không phải nhân duyên nên gọi là có ngã. Nếu có ngã tức là thường lạc ngã tịnh. Bọn sáu thầy ngoại đạo lại nói, Cổ Đàm, sắc cũng không phải ngã, cho đến thức cũng không phải ngã. Cái ngã đó biến hiện khắp mọi nơi, cũng như hư không. Phật dạy, nếu có sự biến hiện, ắt không thể nói rằng trước đây tôi không thấy. Nếu trước đây không thấy, nên biết rằng cái thấy ấy là trước không mà sau mới có. Nếu trước là không sau mới có, thì gọi là vô thường. Nếu là vô thường, làm sao nói là biến hiện? Nếu có sự biến hiện, thì trong năm nẻo, lẽ ra đều có hiện đủ các thân. Nếu có nhiều thân như vậy, lẽ ra mỗi thân đều thọ quả báo. Nếu mỗi thân đều thọ quả báo, làm sao nói rằng có sự chuyển sanh thọ thân ở hai cõi trời người? Các ông nói biến hiện, vậy đó là một hay là nhiều? Nếu ngã là một, ắt sẽ không có phân ra cha con, kẻ oán, người thân, hoặc chẳng oán, chẳng thân. Nếu ngã là nhiều, thì năm căn của tất cả chúng sanh lẽ ra phải bình đẳng như nhau, nghiệp báo trí tuệ cũng giống như nhau. Nếu là như vậy, sao nói rằng có người các căn đầy đủ, có người không đầy đủ, có nghiệp lành, nghiệp dữ, có kẻ ngu người trí khác nhau? Bọn sáu thầy ngoại đạo lại nói, Cổ Đàm, cái ngã của chúng sanh là cùng khắp không có giới hạn, những pháp và phi pháp thì có sự phân chia rõ ràng. Chúng sanh tu tập theo pháp ắt được thân tốt đẹp, nếu làm những việc phi pháp thì phải chịu thân xấu xí,